Chị bao nhiêu tuổi? À, 14 tuổi ạ. 14 tuổi à? Vậy là sinh năm 2006 à? Chứ không phải 2005 phải không? Tên là gì nhỉ? Gì ạ? Thế con quê ở đâu? Quảng Ngãi ạ. Quảng Ngãi. Con ra đây làm lâu chưa? Dạ 2 tháng ạ. Tại sao con không đi học? Bây giờ con mới có 14 tuổi, sao không đi học con lại đi làm? Gia đình hoàn cảnh à? Hay thế nào? Nhà nghèo ạ. Ở nhà bố mẹ làm gì? Nó mắc bố gì vậy ạ? Mẹ thì sao? Mất à? Mất sớm rồi à? Mẹ mất lâu chưa con? Lâu à. Ở nhà còn anh chị em nó khác không? Dạ, một anh chị à. Hai anh chị thì có ở sống cùng với cả bố với cả con không? Hay là ở chỗ khác? Đi làm à? Đi làm sao à? Thế ra đây làm thì chủ quán trả con bao nhiêu tiền một tháng? Đâu ạ. Cũng không trả tiền luôn? Dạ. Chỉ nuôi ăn thôi à? Dạ, không trả luôn ạ. Từ hồi đến đây làm giờ cũng không trả một đồng nào à? Nhưng mà trước đấy họ có hứa hẹn sẽ trả tiền cho con không? Thế tại sao con lại làm? Họ kêu lộn nó ăn ở mà không trả cho ăn luôn. Tức là họ nói là chỉ làm phúc cho con thôi phải không? Nuôi con thôi phải không? Để đỡ gánh nặng cho gia đình à? Con nghĩ là ở đây người ta sẽ nuôi con ăn, cho con ở thì sẽ đỡ gánh nặng cho bố và anh chị à? Thế tại sao con lại làm ở đây? Thế người ta không trả tiền cho con, tại sao con lại làm? Kêu nó ăn nó ở. Thế từ cái lúc mà con bị đánh vào viện như này thì gia đình đã ra thăm con chưa? Đã chưa. Vợ con ăn đòn. Anh đâu rồi? Anh đi rồi. Anh không ở đây chăm sóc con à? Thế nếu như anh ra đây thì con ở viện này viện tiền viện phí thì ai sẽ thanh toán cho con? Con có tiền để thanh toán không? Anh có đưa tiền để con trả tiền? Lúc mà cảnh sát đến thì tình trạng của con như thế nào? Con đang làm việc, con đang bị đau hay là như thế nào? Đau ạ. Lúc đấy con có đi lại bình thường không? Không ạ. Vết thương này đánh cách đây là bao nhiêu ngày đấy? Là mấy ngày rồi. Khi mà người ta đánh con xong thì người ta có đưa con đi viện hoặc là băng bó vết thương cho con không? Không, để như vậy rồi. Cứ để như thế và con tự chịu đau đớn thế à? Dạ. Thế hàng ngày con ăn uống như nào? Không ạ. Ăn đồ thừa à? Toàn ăn đồ thừa của khách thôi hả? Chưa từng được một bữa cơm tử tế nào của chủ quán à? Con dậy, con làm việc từ lúc mấy giờ? Và từ 7 giờ ra qua 4 giờ sáng à. Từ 7 giờ sáng nay đến 4 giờ sáng của ngày hôm sau. Thế con không được nghỉ ngơi à? Thế là chỉ có 3 tiếng đồng hồ con nghỉ ngơi thôi à? Thế con nghỉ ngơi thì có giường chiếu hẳn hoi cho con nằm ngủ không? Hay con nằm dưới đất à? Dưới nền đất này luôn. Có chiếu, có chăn gì không? Có cả một cái tấm chiếu, một cái chăn gì cho đất không? Quán hết bao nhiêu nhân viên? Có 3 ai à? Con bị đánh như thế thì trong những giấc ngủ con có bị ám ảnh trận đòn roi như thế không? Con được sợ vãi đến nỗi mà không ngủ được không hoặc tật mình không? Thế sau lần này khi mà con khỏi rồi, các vết thương lành rồi thì con còn làm ở đây được không hay con sẽ về quê? Do con sẽ về quê à hay sẽ đi đâu? Con đang dự định gì cho tương lai chưa? Về quê à?